Đây ạ, chúng ta nhìn thấy ở đây là một cái chiến dịch mới, cũng mới chạy đúng không ạ? Hôm nay là 19 tháng 10 đây, rất là mới. Và chúng ta thấy rằng là với 7.052.000 đó, thì chúng ta đã tiếp cận được 76.000 lượt. Thì tương đương, chúng ta có thể hiểu nôm na tương đương là 1 triệu Việt Nam đồng thì chúng ta sẽ tiếp cận được 10.000 lượt. 10.000 lượt này chúng ta có thể hiểu nôm na nó giống như là chúng ta đi phát được 10.000 cái tờ rơi ấy. 10.000 tờ rơi, nhưng đây là tờ rơi điện tử. Tờ rơi điện tử là gì? Tức là khi mà chúng ta lướt Facebook, khi chúng ta lướt Facebook trên điện thoại như thế này, đúng không? Chúng ta lướt 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 thì nó sẽ có một cái banner nó hiển thị đây, thì tính như vậy là một lượt. Đó. Và có 10.000 lượt đã nhìn thấy, đã tiếp cận thì đúng hơn, bởi vì khái niệm tiếp cận nó không phải là khái niệm nhìn nhìn thấy, bởi vì có thể họ đã tiếp cận đến tôi nhưng mà tôi chưa hề nhìn thấy đó. Nhưng mà sáng mai chị gọi nhé. Những cái chỉ số này là những chỉ số gì và chúng ta cần phải quan tâm không? Hoàn toàn chúng ta phải quan tâm. Đây gọi là chỉ số đánh giá hiệu quả của quảng cáo về mặt kỹ thuật. Tại sao lại gọi là mặt kỹ thuật? Bởi vì nó chỉ đơn thuần là những chỉ số mà Facebook nó báo cáo cho mình. Còn chỉ số về mặt tài chính có hiệu quả hay không thì chúng ta chưa 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 khẳng định được. Tại sao chúng ta chưa khẳng định được? Là bởi vì thí dụ như anh Quỳnh là một bác sĩ đúng không? Bây giờ anh bỏ ra 7 triệu chạy quảng cáo, giả sử thế, thì anh chốt được 5 khách làm thẩm mỹ. Đây ví dụ nhé, ví dụ, còn thực tế có thể là cái con số đấy nó không đúng. Nhưng bây giờ tôi giả sử anh bỏ ra 7 triệu, anh tiếp cận được 70.000 lượt như thế này. Trong 100 tin 70.000 nhắn. lượt đấy anh thu được 100 tin nhắn. Và trong 100 tin nhắn đấy anh chốt được 5 khách đến làm răng thẩm mỹ. À, bây giờ Mỗi muốn một đi thăm là khách chắc. làm răng thẩm mỹ hợp đồng trị giá là 30 triệu đồng. Tôi giả sử đấy, có cái đắt, có cái rẻ, có cái cao, có cái thấp, đúng không? 30 triệu đồng anh sẽ thu được 200 triệu doanh số. 200 triệu doanh số giả sử rằng, nha, tôi không nói con số thật, tôi đang giả sử là lợi nhuận gộp của anh là rơi vào 60% và lợi nhuận ròng của anh rơi vào độ tầm 35 đến 40%. Đấy. Thế thì 35% của 200 triệu 200 anh sẽ nữa, túi được 70  300 là triệu. hai vé rồi, bây giờ lấy 400 nữa thì lần sau khỏi gửi luôn. Thế thì như thế thì rõ ràng là hiệu suất kinh tế của anh rất là tốt. Rất là tốt, đúng không? Đấy. Thực tế thì ví dụ như có thể anh chạy 7 triệu cũng chẳng có khách nào. Nhưng thực tế là 7 triệu anh cũng có thể có được 5 khách, 7 khách. Còn phụ thuộc vào cái dịch vụ mà anh chạy. Thế thì cái dịch vụ mà anh chạy thì lại buổi sau ta lại bàn sâu hơn nữa nhá. Đấy. Lại có cái buổi solo riêng để cho anh không bị ảnh hưởng đến mọi người. Là gì? Ví dụ, trong tất cả những cái dịch vụ đấy anh phải định giá lại. Anh gọi tên nó ra từ răng thẩm mỹ, sau anh phân loại, sau đó đến răng răng bệnh lý, mình gọi là răng bệnh lý, ví dụ như răng sâu rồi viêm nha, viêm lợi rồi thì răng số 8, răng khôn rồi răng ngu gì đấy các kiểu, rồi răng niềng thì mình chia ra, sau đó mình định giá và xem cái định giá đấy thì mình sẽ tính xem là cái nào có lợi nhuận cao nhất thì mình nên ưu tiên vào nó. Đấy. Cái nào mà có số lượng khách đông nhất thì mình cũng nên ưu tiên đông chạy để lấy việc làm, lấy việc làm, lấy thu nhập hàng ngày hàng tháng. Còn cái lợi nhuận cao thì để gì, bắt giống như là đi, gọi là giống như là gọi là bắt được một cái con cá đi câu thôi, khách vãng lai thôi. Bụp một tháng làm 2 bộ răng thẩm mỹ là ấm luôn, kiểu kiểu thế. Cái đấy là nó là thuộc về chiến lược kinh doanh đấy, không không phải đơn giản đâu. Ngày xưa mình tư vấn cho salon tóc mình cũng làm như vậy. Tức là nó có rất nhiều dịch vụ tóc, nào thì cắt, nào uốn, nào sấy, nào gội, nào tỉa, nào làm màu, làm hóa chất, nào hấp. Thế thì cái tư duy của mình hỏi là bây giờ em có từng lấy cái loại dịch vụ, ok, thế bây giờ đo đo bằng một chỉ số, đấy chính là thời gian. Thì bây giờ cùng 30 phút làm dịch vụ tóc thì trong 30 phút đấy dịch vụ nào em kiếm được nhiều tiền nhất, em cho thầy biết. Ví dụ nó cắt cắt cắt, nó múa kéo quay cuồng 30 phút mới xong một cái mái tóc, thu được có 30.000 thôi. Thế thì tính ra có 1.000 một phút, không chơi. Đúng không? Bây giờ nó bảo bây giờ hấp thầy ạ, hấp của em là cũng 1 tiếng em hấp xong là em được 400.000. Thế thì tính ra là gì, 1 phút của nó có giá là được 7.000. Là ngon. Thế thì tính như vậy, vậy đấy là lý do tại sao. Ok, vậy thì tập trung chạy hấp để hút khách tới hấp. Vì cùng một đơn vị thời gian là lợi nhuận của mình cao hơn.
Đấy là những cái cách mà người làm kinh doanh người ta sẽ nhìn ra. Rồi, quay lại tiếp là 7 triệu chạy ở đây, chúng ta nhìn thấy tiếp cận 76.000, vậy giá của 1.000 lượt hiển thị sẽ là 100.000. Bằng cách nào? Mình lấy 7 triệu chia cho 76.000 lượt thì mình sẽ ra giá của 1.000 lượt, và giá của 1.000 lượt tương đương với khoảng 100.000. Và nó chính là khái niệm CPM, cost per mile. Nha. Tất cả các bạn học tôi rồi là nói chuyện ngôn từ là phải rất chuẩn, giống như là bác sĩ nói về nha khoa là nó phải dùng từ rất chuẩn, đúng không? Cái này là bị bệnh gì, hay là nướu, hay lợi, hay là nha, hay như nào, là dùng cái từ chuyên môn. Thì quảng cáo cũng thế, nó nói là CPM, là cost per mile, là giá của 1.000 lượt tiếp cận. Thì ở đây giá 1.000 lượt tiếp cận nó khoảng 100.000. Vì sao? Lấy 7 triệu chia cho 76.000 là biết ngay. Thế thì nếu mà cái giá này nó thấp, nếu mà cái CPM này nó thấp thì nó được được cái gì? Nếu CPM thấp thì với cùng một số tiền mình sẽ được nhiều lượt tiếp cận hơn, tức là mình đi phát được nhiều tờ rơi hơn. Và thường quảng cáo mà CPM đắt, tức là CPM cao ấy, thì cái lượt tiếp cận nó sẽ được ít hơn. Và cái lượt tiếp cận nó được ít hơn thì mình sẽ giảm cái cơ hội bán được hàng. Và trong 76.000 người đã tiếp cận ở đây, trong 76.000 người đã tiếp cận ở đây thì không phải là 76.000 người mà nó là 76.000 lượt. Nhá, 76.000 lượt. Không phải là 76.000 người, bởi vì một người có thể sẽ nhìn quảng cáo này nhiều lần. Hôm nay tôi cũng nhìn thấy, ngày mai tôi cũng nhìn thấy, ngày kia tôi cũng nhìn thấy. Có hiểu vấn đề không ạ? Nó lặp. Đó. Thì nó có tần suất lặp. Nếu như tần suất lặp là 1 thì nó sẽ tương đương với 76.000 thật. Nhưng tần suất lặp là 1,5 chẳng hạn thì nó chỉ có độ 30.000 thôi, 40.000 thôi, kiểu như vậy. Ok. Giống như là một bạn bây giờ bạn ấy đang muốn mua tinh dầu, đúng không? Thế này ngày nào cũng nhìn thấy cái quảng cáo tinh dầu. À, thế là người ta mới lại thì mua thử xem sao. Đó. Hay là người ta bây giờ đang có ý định đi làm răng, giống như thầy Phan Anh, đúng không? Răng khớp khá khớp khểnh, bây giờ đang định đi làm răng. Thế là thấy quảng cáo khuôn mặt của bác sĩ Quỳnh cũng rất là đẹp trai, cũng rất là tử tế, rất là chuyên nghiệp. Thế là thử liên hệ với anh này xem. À, có nhiều cách để làm. Rồi. Và chúng ta thu được 1.406 cái tin nhắn nhờ cái quảng cáo đó. Cái tin nhắn nhờ quảng cáo là gì? Nó lướt Facebook trên điện thoại, đúng không? À, hoặc là trên máy tính. Rồi. Đấy, nó lướt như thế này. Thế sau đó nó bắt đầu nó dừng lại, nó xem quảng cáo. Đó, ok. Nó dừng lại, nó xem quảng cáo. Sau đó nó bấm vào một cái chữ inbox hoặc là chữ tin nhắn. Thế là như vậy nó được tính là đã có một cái kết quả trò chuyện. Vậy mọi người lấy 7 triệu chia cho 1.400, nó có ra giá 5.000 không? Hoặc là nhân ngược lên phát biết ngay nó sẽ ra giá 5.000. Hiểu không ạ? Thế thì giá 5.000 hay giá 10.000 hay giá 20.000 nó do cái gì? Thì chúng ta thấy rằng là với cùng một số tiền chúng ta chi quảng cáo thì chúng ta thu được càng nhiều kết quả thì giá của một kết quả sẽ càng rẻ. Nếu như chỗ này anh chỉ thu được có 1.000 thôi thì giá tin nhắn nó sẽ là 7.000. Anh thu được có 500 thôi thì giá tin nhắn nó sẽ là 14.000. Và anh thu được có 100 thôi thì giá tin nhắn nó là 70.000. Vậy thì muốn giá thầu rẻ thì phải hiểu được bản chất của vấn đề đấy chính là phải có được nhiều tương tác nhất. Ví dụ chạy tương tác thì có nhiều tương tác, chạy truy cập web thì có nhiều truy cập web, chạy tin nhắn thì có nhiều tin nhắn. Ok, hiểu vấn đề chưa? Thế bây giờ giá thầu nó rẻ là do cái gì? Thì chúng ta sẽ phải biết được cái hiệu suất quảng cáo nó phụ thuộc vào những điều gì. Đó. Và để chúng ta điều chỉnh những cái điều đấy thì cái giá thầu nó sẽ rẻ dần. Bởi vì cái này nó thuộc về tư duy về marketing, chứ nó không phải là tư duy về kỹ thuật chạy quảng cáo. Thí dụ thôi. Như hôm nay tôi gửi cho anh Quỳnh xem một cái ảnh, đúng không? Nó chạy nha khoa, nó chạy rất nhiều comment. Thế thì anh Quỳnh có nói là đây là giá này thì chỉ có nha tặc nó mới làm thôi.
tức là nó làm đồ dởm, đồ đểu, nó dán, nói vui gọi nó dán bằng keo 502 đúng không, ví dụ thế. À, nó đắp lên trông cũng đẹp đấy, nhưng mà có khi nửa năm xong là nó bong rồi, nó rách rồi, nó thối rồi, nó đủ thứ rồi. Thế nhưng bây giờ người tiêu dùng như bọn tôi không biết, bọn tôi chỉ biết là đẹp, rẻ thì bọn tôi comment, bọn tôi mua thôi. Bây giờ anh muốn làm điều tốt cho thiên hạ thì anh phải nói, anh phải nói là bây giờ các bạn đừng có ham những cái làm rẻ, bác sĩ tay nghề kém, thậm chí rất nhiều chỗ không phải là bác sĩ, họ có thể thuê bằng cấp xong đó họ lại thuê thuê bằng cấp xong họ thuê một cái người trình độ kém đến làm, gây ra những cái thiệt hại, gây ra những cái rủi ro tổn thất, ví dụ như là mùi, ví dụ như là mài này kia vân vân, hỏng hóc những lỗi gì đó anh nói ra. Vậy thì làm răng là rất cần thiết rồi, ok nếu mọi người có nhu cầu, nhưng mọi người nên chọn những cái địa chỉ uy tín. Còn tôi không nói là thằng nào không uy tín, và tôi cũng không nói là thằng nào uy tín, tôi chỉ nói là nên tìm những thằng uy tín đúng không, và như thế nào được là một đơn vị uy tín thì anh phải nói bác sĩ bao nhiêu năm kinh nghiệm, có chứng chỉ hành nghề đấy, vân vân, có khả năng làm được những cái này và có phòng vân vân đấy. Thì thế thì bây giờ anh chạy một cái bài bài nha khoa 100 triệu, làm một cái bộ răng hết 100 triệu, anh tôi khẳng định luôn giá thầu cực kỳ đắt. Tại vì nó nhìn thấy cái giá đấy nó không thể thò tay vào comment được. Thế nhưng mà anh vẫn cái bài như vậy, anh sửa nó thành chỉ 10 triệu làm cả hàm thì chắc chắn giá thầu cực kỳ rẻ, bởi vì số lượng người vào hỏi rất nhiều. Hiểu vấn đề không ạ? Cũng là fanpage đấy, cũng là ông Quỳnh đấy, cũng là cái này cái kia đấy, nhưng thay một cái giá thôi nó đã là khác rồi. Thế thì cái hiệu suất quảng cáo nó phụ thuộc vào những điều gì, đúng không? Thì ta sẽ bàn, đây là chúng ta đang học cái phần vừa rồi tôi đang trình bày, chính là phần đọc hiểu chiến dịch quảng cáo. Đọc hiểu chiến dịch quảng cáo. Với 7 triệu tôi bỏ ra, tôi tiếp cận được 76 ngàn lượt. Vậy giá của 1 ngàn lượt nó khoảng 100 nghìn, tôi không chia chẵn nhé. Tôi lấy khoảng. Rồi, tôi thu được 1.400 tin nhắn thì tôi lấy 7 triệu chia cho 1.400 tin nhắn thì nó ra khoảng hơn 5 ngàn một tin nhắn. Như vậy là rất rẻ. 5 ngàn cho một tin nhắn bán một cái sản phẩm thời trang 2-300 ngàn. Thế thì giả sử 10 tin nhắn tôi mới chốt được một đơn thì tôi chi phí của tôi mới chỉ là 50 ngàn đồng cho một đơn hàng thôi. Và trong khi đó tôi bán 300 ngàn một sản phẩm. Tôi nhập vào, tôi giả sử tôi nhập vào 120 nghìn. Tôi lời gộp là 180 nghìn. Tôi trừ đi 50 nghìn thì tôi vẫn còn 130 nghìn. Tất nhiên tôi không thể ăn hết 130 nghìn đấy đúng không? Tôi còn có lương nhân viên, tôi còn có thuê văn phòng, hoặc là cửa hàng hoặc kho đấy, tôi còn có đóng tiền internet điện nước vân vân, ok. Nhưng tôi nói rằng là lợi nhuận trên một đơn hàng là có thật, có luôn, và một ngày bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền, thậm chí kiếm được tiền 100 triệu một ngày là hoàn toàn có thể, chứ không phải là đa cấp, chứ không phải là bốc phét. Rất đơn giản là bạn lấy một đơn bạn nhân lên với số đơn thôi. Thí dụ bây giờ một đơn bạn lãi 100 nghìn, theo các anh chị ở đây chúng ta thấy rằng là 100 nghìn một đơn hàng có gì ghê gớm không? Tiền lời cho một đơn hàng có gì ghê gớm không? Hoàn toàn không, đúng không? Rất bình thường. Ví dụ bây giờ Dương bán tinh dầu, bán 10 lọ tinh dầu bán cho cái trang 1,5 triệu, Dương lãi ngay, trừ hết chi phí thì Dương lãi này đến 600-700 nghìn. Thế thì suy ra tôi nói là gì? Bán một đơn hàng lãi 100 nghìn không có gì ghê gớm cả, rất bình thường đúng không? Ta nhân với 100 đơn một ngày, ta nhân với 200 đơn một ngày, thậm chí ta nhân với 1.000 đơn một ngày. Có bán được không? Hoàn toàn bán được. Thời trang một ngày nó bán 100 đơn, 200 đơn, 300 đơn là hoàn toàn bình thường. Không có gì đa cấp, không có gì ảo mộng cả. Rất bình thường. Bảo bây giờ làm răng ngày làm 100k thì mới khó, chứ còn bán quần áo một ngày 100 đơn thì rất bình thường. Đều như bát chanh. Giả sử lãi 100 nghìn một đơn, một ngày anh bán 100 đơn anh đút túi 10 triệu, tháng đều như bát chanh 30 ngày, giả định như vậy thì anh lãi 300 triệu hoàn toàn bình thường. Bọn nó lãi vài trăm, lãi cả tỷ là chuyện rất bình thường, đồng ý không ạ? Mới
Đấy, sau đó mình có thể xem ở đây đúng không ạ, nó sẽ phân tích cho mình này. Đấy, cái chiến dịch này là chạy nữ 100%, lý do là bán đồ thời trang nữ đúng không, tuổi đấy, tuổi từ 25 đến 34 tương tác mạnh nhất, giá thầu có 4.100 thôi. Đấy, tuổi từ 35 đến 44 giá thầu là 5.100. Đấy, và tuổi từ 45 đến 54 giá thầu là 5.400. Đấy, nó tính cho mình hết. Thế nhưng mà 5.400 chưa chắc đã là đắt. Bởi vì ví dụ như là chỗ này mình thu được 461 tin nhắn từ cái nhóm tuổi 45 đến 50. Nhưng giả sử mình lại chốt được tận 400 đơn hàng cơ. Còn cái đám mà 4.100 tức là thu được 353 tin nhắn nhưng mà có khi lại chỉ chốt được có 100 đơn thôi. Thế thì làm thế nào ta biết được chốt được bao nhiêu đơn, thì chúng ta phải ngồi thống kê. Chúng ta phải ngồi soi profile thì chúng ta mới biết khách của chúng ta là ai. Khách của chúng ta ở đâu, lần sau chúng ta chạy mới chuẩn. Đúng không? Anh Quỳnh, như anh Quỳnh nói hở ra mấy câu, thầy biết là Thái Nguyên thì gần với Bắc Cạn, mà Bắc Cạn thì nó kém, đúng không? Chạy quảng cáo vét khách từ đấy xuống. Hà Nội mình vét từ đấy lên. Mình làm, mình kiếm đi đã, kiếm tốt đi. Khi mình có lực, có tiền trong tay rồi mất đấy. Cầm tiền xuống, chỗ nào đẹp nhất Hà Nội thuê. Đúng không? Thuê làm dưới đấy, làm 3-4 phòng. Xong tuyển các cao thủ về. Thế là làm thuê, có thể thuê bây giờ thuê chung cư, thuê những cái căn chung cư khoảng độ tầm 150 mét, thoải mái rộng. Đấy, chia lại làm vách, bầm phào các thứ lên, đẹp lung linh, đánh ánh sáng đẹp, lịch sự là đông khách ngay. Nhưng mà đợi đến lúc đấy là phải có tiền đã. Vì đầu tư bây giờ mặt bằng, thuê mướn, sang sửa rồi máy móc cũng cả tỷ luôn. Quất nhanh đi còn kịp, đúng không? Ok, như vậy là xong nhá mọi người. Mọi người hiểu cái phần tôi vừa hướng dẫn chưa? Đấy là đọc hiểu chiến dịch quảng cáo nhá. Ok. Stop cái đã. Pause cái này đi. Cho nó xong cái này đi đã.